trăm thôi. Cám thác lá. Phần thủ ơi, các bạn sẽ chép theo chiều dọc và chúng ta lấy một ra nhé. Sau đó các bạn sẽ cho vào khoảng chừng nửa muỗng cà phê nước mắm, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Chúng ta phải đeo bao tay và các bạn dùng tay cái mặt bóp thì nó sẽ hiểm hơn. Các bạn cố gắng đập càng nhiều càng tốt để cho cái nắp nó mới dài. Nêm vào, nhớ đem thêm 1 muỗng cà phê hành lá, lấy cái đầu hành trắng nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ nhồi nó vào cái trái khổ qua. Các bạn đặt lên bếp 1 miếng nước sôi. Các bạn lấy cái hành lá hành á, mình lấy gốc hành để mà mình bỏ vào nước rồi. Bây giờ lấy cái lá hành nhúng sơ qua. Đặt sau khi đó, sau khi mà nhồi xong đó nó có cái phần thịt thở ra vậy đó, mình lấy cái nước mắm mình hoa nó lên. Rồi sau đó bỏ vào. Khoảng 2 củ chúng ta cho vào cái chảo, chúng ta nướng cái củ hành này cho nó vàng hơn đi. Các bạn cho vào 2 muỗng cà phê muối và chúng ta cho 2 muỗng nước tương thôi, đừng có cho đầy quá để làm không còn bếp ra gà. Khi nước nó bắt đầu nóng và nó sôi lên trở lại thì mình thả những cái đáy củ qua vào. Khi mới thả vào thì nước nó không sôi nữa. Mình sẽ cắt mình bớt lửa ra, lửa sôi nhỏ thôi, đừng có lửa sôi to quá. Các bạn lấy cái đũa, các bạn xăm thử một cái trái khổ qua, các bạn đâm vô, các bạn thấy nó mềm, từ đầu này qua đầu kia là được rồi, là có mình bán được rồi. Các bạn nêm thêm 1 muỗng canh nước mắm thôi.